ba kiểu tỏ tình cực dính trong tiếng Nhật. Dịch cùng xem nhá. Kiểu 1, được ăn cả ngã về friend zone. Mình sẽ có hai câu vô cùng đơn giản thôi. Mọi người nhìn vào đây giúp xem nhá. Mình thích cậu đúng không? Daisuki da yo, đúng không? Câu này chắc hẳn là ai cũng biết. Câu 2, hẹn hò với mình nhé. Mình sẽ sử dụng VT kudasai cho sensei nhá. Mình sẽ có động từ hẹn hò, đây sẽ là gì? Suki aru đúng không? Suki aru. Nếu mà sang thể đây sẽ thành suki atte kudasai. Đúng không? Hẹn hò với mình phải có hẹn hò với ai? Cậu đúng không? Với này mình sẽ là watashi. Rất đơn giản đúng không nào? Tiếp theo nhá. Kiểu 2, kiểu người hướng nội hứa hẹn. Nếu đồng ý, anh sẽ mãi yêu em. Ở đây mình sẽ sử dụng nếu đúng không? Mình sẽ sử dụng cấu trúc nada cho xem ạ. Nada. Đó, đồng ý ở đây sẽ có là động từ doi. Đúng không? Doi. Động từ chỉ ở dạng chuyển từ điển đúng không? Doi suru nara. Anh sẽ mãi yêu em đúng không? Yêu là gì nhỉ? Aishimasu đúng không? Ok, mình sẽ có aishimasu. Vậy thì mình sẽ có cái mãi mãi đúng không? Mình sẽ có là en. En. Nhí đúng không? Câu 2, nếu em không đồng ý, anh sẽ mãi tương tư. Ok, bây giờ mình sẽ tách câu ra cho xem ạ. Tách câu ra trước. Đó. Không đồng ý nhỉ? Không đồng ý sẽ là doi shinai đúng không? Doi shinai. Đó là đúng không ạ? Không đồng ý, anh sẽ mãi tương tư. Tương tư ở đây nhá, xem sẽ dùng một cái cụm từ là mãi mãi bên em đi. Tương tư có nghĩa là luôn luôn bên người ta, ủng hộ người ta đúng không? Thì sẽ là sobani imasu. Sobani imasu nhá. Mãi đúng không? Mãi sẽ là eni. Eni đúng không? Ở mãi bên em đúng không? Mình sẽ có là kimi no soba. Đó, mãi bên ai đó mình sẽ có là danh từ cộng với sobani imasu nhá. Kiểu 3, kiểu người vòng vo. Đó, vòng vo sẽ nói như thế nào nhỉ? May quá đúng không? May quá, tớ yên tâm rồi đúng không? Mình sẽ có là anshin shita. Anshin shita đúng không? Có vẻ cậu cũng giống như người bình thường. Ở đây mình sẽ sử dụng phó từ doya, một phó từ rất hay, có mang nghĩa là có vẻ này đúng không? Doya là mình sẽ thường đi với cả mitai đằng sau như thế ạ. Đó, có vẻ á, cậu cũng giống như người bình thường. Người bình thường ở đây sẽ sử dụng cái từ là ninge. Vậy thì mình sẽ có là doya là ninge mitai là đúng không? Ninge là mitai. Yes, eh? Câu tiếp theo nhá. Vừa rồi tớ còn lo chả biết cậu có phải là thiên thần hay không, đúng không? Rất là vòng vo. Ok, vừa rồi thì mình sẽ có là hạ từ saki. Saki nhá. Tớ còn lo này, lo lắng, mình sẽ tiếp tục là shinbai shita đúng không? Shinbai shita. Shinbai shita. Đó, chả biết cậu có phải thiên thần hay không, đúng không? Có phải thiên thần hay không, mình sẽ có là thiên thần là tenshi đúng không? Tenshi. Tenshi janai ka. Nó có phải hay không á? Ở đây mình sẽ có là lo cái gì? Lo rằng là đúng không? Mình sẽ có utte. Đó, cái utte này sẽ là cái thể ngắn của tôi yêu với mọi người. Đó. Vậy thì mình sẽ có câu là saki tenshi janai ka te shimashite. Ii desu ka? Các bạn đã học được chưa nào? Hãy tỏ tình ngay với Quest trong dịp Valentine sắp tới nhé.